áo của người phụ nữ Mông, tiếng Mông hay gọi là so, có cổ áo phía trước hình chữ V, được đẹp thêm vài màu tùy thích. Phía sau là một bức thiêu hình chữ thập được trang trí hoa văn rất hài hòa, trang nhã và gắn đồng bạc tạo nên âm thanh vui nhộn cho trang phục. Hai ống tay áo thường được thêu hoa văn làm những đường nét văn nhân với đủ màu sắc từ nách đến cổ tay. Đây là nơi hoa văn tập trung nhiều nhất, là nổi bật chiếc áo của người Mông. Váy của người phụ nữ Mông đang gọi là ta, là loại váy mở có nhiều nét gấp rộng khi xòe ra mềm mại như cánh hoa. Phần cặp váy thừa khâu nhiều xếp lọi vừa vòng với bụng và hai dây dễ buộc. Hoa văn của hay gọi là bàn tâu trong trang phục của người Mông, hoa chủ yếu là hoa văn hình học. Nói chung, trang phục phụ nữ Mông không thể hiện đâu được là chiếc thắt lưng không rực rỡ sắc màu, không nổi bật như trang phục phụ nữ. Trang phục của chàng trai người Mông rất độc đáo và riêng có, không bị lẫn lộn với bất cứ dân tộc nào trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Con trai dân tộc Mông mặc quần màu đen, ống rất rộng và để leo đùi cũng như là để thể hiện các điệu múa khèn. Trang phục của cả nam và nữ dân tộc Mông đều là do đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ dân tộc Mông làm ra. Với sự tường cù và trí tưởng tượng phong phú, người phụ nữ Mông đã trở thành người nghệ sĩ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật làm soi đáng lòng người. Đồng bào Mông chăm chỉ khéo léo trong tạo ra những bộ trang phục theo năm tháng, mà còn chăm chỉ khéo léo trong chăm nuôi trồng trọt, tham gia sản xuất xóa đói giảm nghèo. Hãy subscribe.